YouTube Mobile khắc bại tại kỹ năng. Chào mừng các bạn đến với tâm điểm tướng Moren, xạ thủ châu nhất năm 2017. Moren được biết đến là đại sư cơ khí, nhưng gã là người ưa bạo lực, bợm rượu và thích gây gổ, giải quyết những bất đồng bằng đạn dược thay vì nói chuyện. Điều này phần nào đó nói lên khả năng chiến đấu đầy hổ báo và bất cần của gã. Preta, Scoot cùng lực lượng sa đọa đã rất nhiều lần giao chiến với Moren và đều thất bại. Theo những gì chúng kể lại, hắn quá cứng cáp và trâu bò với khẩu pháo khổng lồ luôn mang theo mình. Với gã, 1 cân 3, thậm chí là 5 vẫn chưa đủ đồ. Nội tại của Moren là tinh chuẩn. Các đòn đánh và chiêu thức giúp Moren cộng dồn nội tại tinh chuẩn. Khi đủ dấu ấn, ngay lập tức sẽ hồi lại kỹ năng súng thần công cho Moren, đồng thời giúp cho ông có khả năng hút máu. Kỹ năng đầu tiên của Moren là súng thần công. Moren tăng tốc chạy, đồng thời nhận thêm giáp và kháng phép. Các đòn đánh thường, đồng thời sẽ làm mới thời gian duy trì hiệu ứng. Đòn đánh thường đầu tiên sau khi kích hoạt sẽ bắn ra 2 viên đạn gây sát thương vật lý. Chiêu thức thứ hai của Moren là pháo phản lực. Moren khai hỏa tấn công kẻ địch, gây sát thương vật lý và đẩy lui chúng, đồng thời làm giảm tốc chạy của nạn nhân. Chiêu thức thứ ba của Moren là trường điện tử. Moren ném một viên đạn vào vùng chỉ định, gây sát thương vật lý và làm chậm. Khi kẻ địch bị gã đẩy lui và trường điện tử sẽ bị làm choáng. Mạnh mẽ và nam tính là những gì chúng ta nói về lối chơi của Moren. Hãy tăng tối đa chiêu thức thứ nhất trong mọi trường hợp. Đây là chiêu thức tạo ra sát thương chính của gã. Với súng thần công kết hợp thêm nội đại tinh chuẩn sẽ cho gã khả năng trao đổi chiêu thức tốt ở giai đoạn đầu trận với lượng giáp và kháng phép cộng thêm, chưa kể là khả năng hút máu. Với chiêu thức thứ hai pháo phản lực, Moren có thể đẩy bay bất cứ ai muốn chạm vào bộ râu trắng của gã. Và khi kết hợp chiêu thứ hai và ba, chúng ta sẽ có một bộ combo dồn khống chế và sát thương cực mạnh của Moren. Bộ kỹ năng cho phép Moren chơi ở nhiều vị trí như đi rừng hoặc đi đường đơn. Hãy cho gã một điểm tựa, Moren sẽ cân cả thế giới ở thời điểm then chốt. Trang bị khuyên dùng dành cho Moren như sau: dành cho những người thích đi đường đơn. Còn đây là bộ trang bị đi rừng. Ngọc khuyên dùng cho Moren: đỏ, tốc đánh và tỷ lệ chí mạng; tím, tốc đánh và tốc chạy; xanh, công vật lý và xuyên giáp. Liên tục bắn với súng thần công, đẩy lui kẻ địch và làm choáng với combo pháo phản lực và trường điện tử, đối phương sẽ phải khiếp sợ khi dám chọn Moren làm mục tiêu. Và khi kẻ địch hung hăng tấn công Moren thì đó là khoảnh khắc cuối cùng của chúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tâm điểm tướng Moren. Hẹn gặp lại các bạn ở tâm điểm tướng kỳ sau. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống. Và tải ngay Liên Quân Mobile trên Google Play hoặc App Store.